Sacramento, California. Em rất là vui tại vì được tham quan cùng với các bạn mới. Mình tên là Ngọc Trinh, mình đến từ Trà Vinh. Cảm giác đầu tiên của em thì rất là vui và bỡ ngỡ. Hi, em tên là Phượng Nguyễn, em 24 tuổi. Cảm giác của em rất là rung và cũng rất là vui ạ. Đảo, đúng chưa? Bước lên, tung xả ra, tay về. Đúng chưa? Bước 2 quay lên, phải tuần tung nữa. Kính thưa quý vị khách hàng đang đứng tại banquet của khách sạn Ramada Hotel. Nơi đây là quý vị có thể đằng sau lưng khách hàng là các thí sinh đang tập dượt để cho chuẩn bị vào đêm 13 tháng 8. Sẽ có một cuộc thi Hoa hậu Người Việt Hoàn cầu năm 2011 tại Carpenter Performing Arts. Kính thưa quý vị, sự tập luyện của các em được hướng dẫn bởi choreographer là Nhi Băng từ bên Việt Nam sang. Quý vị thấy là các em đang tập rất là mỏi mệt trong mấy tuần lễ vừa qua để có thể tạo dáng trên sân khấu thật là đẹp. Và xin quý vị hãy cùng với khách hoàng xem các em tập lệch dẫn như thế nào nhé. The song is so fun, the Gassi is so hilarious, and the choreographer, he's got so much edge, and he's great. I'm meeting more people, and it's really easy, and it's just a blast. I love it. Got it, right? One more. Okay, let's do one more. Once everybody gets it done, we move to the next level, alright? Khánh Hoàng đã đứng trước Ramada Plaza Hotel. Một chốc lát nữa thôi, các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Người Việt Hoàn cầu năm 2011 sẽ xuống đây và lên xe buýt chuẩn bị đi tham quan các thắng cảnh ở tại miền Nam California, đó là Universal Studio. Và bây giờ Khánh Hoàng xin mời quý vị cùng với các em đi tham quan Universal Studio. We'll be right back.
chị này sẽ chọn ra một người ca hát tài năng cho chương trình. Để tham gia một buổi chụp hình bikini vào lúc 7 giờ sáng. Và hôm nay em rất là thích buổi chụp hình, làm cho em giao tiếp với các bạn gần gũi hơn và hiểu về cuộc thi nhiều hơn. Teresa cũng ra làm photoshoot áo tắm ở ngoài Laguna Beach and cũng vui lắm tại có nhiều rất là đẹp và rất là dễ thương. Sau hôm nay cũng là ngày cũng vui. Cái người đàn bà Việt Nam là rất là đẹp. Cái người, cái lòng, cái đầu, everything. Rất là vui khi tới bờ biển và tất cả các bạn đều đứng chụp hình và em có thể học hỏi được rất là nhiều cách đứng và tạo dáng để sau này nếu như em có cần thiết tới thì em có thể dùng tới. Quý vị, Khánh Hoàng cùng với các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Người Việt Hoàn Cầu đang ở tại Happy Tuy Z. Quý vị, Happy Tuy Z là một cửa tiệm phân phối và sản xuất nệm Memory Foam ở tại miền Nam California. Đây là một trong những cơ sở thương mại đã bảo trợ thật là lớn cho cuộc thi lần này. Khánh Hoàng xin cảm ơn Happy Tuy Z đã bảo trợ cho chương trình này. Thank you.
Để vô khác coi. Dạng dạng ra. Bây giờ được hơn lúc nãy chút xíu chưa? No, he doesn't. I'm gonna go for a pale pink for this one. Giống nhau anh ơi, em mặc ai cũng mặc màu đỏ đó. Nên số là không có lộn, khuôn mặt có thể dễ lộn. Để mới cấp giống nhau. Trying to save for the Vietnamese community because of the opening, because the twins known to be outrageously crazy wild on stage. But do the opening, we have to keep a little bit traditional because with the models on stage. So I hope you like our number. It's gonna be a hot one. Và tập
giờ trong cuộc thi này thì em có những cái vui buồn gì có thể chia sẻ với khán giả? Cái vui nhất của em? À, vui nhất của em có là gặp gỡ được nhiều các bạn ạ. Và em thấy có một điểm các bạn ở nước ngoài hơn người Việt Nam, đó là các bạn trẻ rất là năng động. Có thể thì các bạn trẻ ở Việt Nam có hơi đậm chất Á Đông một chút, đó là các bạn trầm tính hơn. Qua đây thì em được gặp gỡ và giao lưu với các bạn thì em có thể học thêm được cái là tính năng động của các bạn. Dạ, cái cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Thì lúc nãy là top 15 mà em đã 14 rồi mà em chưa tới tên của em nữa, là thật sự em rất là run. Và nếu mà lúc nãy mà không được đọc được tới 15 chắc chắn là em sẽ khóc trên sân khấu ngay. Cảm ơn em rất nhiều và chúc em thành công với cái ước mơ của mình. Dạ, cảm ơn chị.